Everyone's happy in town. Some will meet up and hang out. Some go shopping together. Some pray in pagodas. Happy that I wish for you a new year with clothes and food. If you're a farmer, you'll gain more. If you're dealers, you'll earn more. Nó vẫn là một ngày làm việc bình thường khi mà Thảo Tâm vừa mới kết thúc một cái buổi ghi hình với một trong một cái đối tác về giáo dục mình rất là mệt làm host. Và ngày hôm nay là một ngày mà bạn Thiền Khiêm đã dành thời gian với tụi mình ngay từ lúc chiều tối luôn, và cancel luôn, không phải cancel mà delay cái chuyến đi Đà Lạt. Dù sao cũng là chúc mừng luôn, bởi vì là bọn tụi mình cũng mong muốn là sau những cái bộn bề công việc này, sau một năm thì mình cũng quay trở lại cùng với gia đình, đúng không? Chắc chắn là bây giờ cái thời điểm này mà thực tế là tụi mình sẽ đang ở cùng với bố mẹ rồi, dục hết điện thoại đi rồi đó. Và dành thời gian để đang nói với nhau việc là cúng Tết như thế nào. Chính chắc là các bạn cũng như vậy, có thể là đang xem cái livestream này giữa lúc đang bộn bề giúp ba mẹ đặt cái mâm ngũ quả này lên cúng, chuẩn bị cúng. Tụi mình đi chăng vậy, đúng không? Bật tụi mình làm không gian tra âm thanh tra background noise. Nhưng mà đúng là cái không khí Tết nó mới là thứ quan trọng á. Nghe cái gì cũng không quan trọng hết. Đôi khi các bạn nghe giọng tụi mình léo nhéo như vậy thôi cũng đã tạo cái không khí Tết rồi. Chào đón các bạn, đây là một cái gia đình mà mình rất là yêu quý, đó là gia đình AFO. Và không chỉ có bốn đứa tụi mình đâu mà còn có các bạn khác join with us. Vâng, bạn Thanh Vân là co-producer, là một người đã rất là vất vả trong năm vừa rồi với dự án AFO Season 7. Thực ra đây là cái show mà các bạn đã tổ chức hết á. Nhưng mà các bạn đừng quên rằng quyền lực nằm trong tay của người làm host, đúng không? Là thâu tóm quyền lực. Chính xác, mình muốn cái gì là mình nói thì bây giờ đang ghi hình rồi, không có làm lại được, đúng không? welcome to the New Year's Eve party. Các em, hãy cho anh và anh sẽ giới thiệu với lại tất cả mọi người những thành viên trong cái buổi party ngày hôm nay. Tụi mình sẽ cùng ăn với nhau và các bạn cũng làm gì thì làm đi, tụi mình sẽ có đâu đó những cái recap. Mọi người vào ăn đi nào. Người ăn. Có nước đúng không? Mình sẽ lấy nước. Em xin nước ngọt. Em cần đường lên nào. Nước ngọt. Anh cho nước ngọt. Mình thấy rất là đặc biệt. Anh chia sẻ với các bạn là không ghê là lúc mà chúng ta lựa chọn cái loại nước đó, nó cũng thể hiện nhiều thứ. Anh cũng đã từng là một người thôi nước ngọt là không uống đâu, nhưng mà bây giờ anh mạnh dạn thấy anh trời á, nước ngọt. Tại vì hôm nay tao mới đặt xe và tao đốt được 600. Tức là các bạn nhớ nha, chúng ta phải biết được, phải aware về cái self body của mọi người. Mình không có quảng cáo cho mấy cái này nha, mình không quảng cáo cho Pepsi, không quảng cáo cho 7up. Đó, mình muốn nước trái cây. Tụi nó khổ đi qua bên kia mà nó trái cây. Mình giật xong rồi mình đổ vô, mình xong rồi bỏ xuống đất. Không sao, mình rất là thích khi mình nhìn thấy Pepsi và Coca trên cùng một mâm với làm nước lọc của Việt Nam. Anh uống nước cái này là gì cũng được. Nước trái cây của mình. Mình có đá không mấy đứa? Không ạ. Bạn Vân, cô producer mới nói là mình xấu quá, mình không có dám tham gia. Anh muốn nhân cái này để anh hỏi mấy đứa luôn là năm vừa qua em thấy em xấu hay đẹp không nhiều nhất? Anh này em thấy em hay post mấy cái story kiểu như mặt xấu gì đó. Tôi là bụng đờ, cái đấy nó là mất cười mỗi lần. Thảo Tâm là một người làm anh cười nhiều nhất trong năm vừa qua, bởi vì là anh rất là thích cái personality này, thật sự luôn. Mày có follow Thảo Tâm mà đúng không? Có.
Tức là nhiều khi vui gì buồn gì cũng nói rồi, thích anh người yêu quá cũng nói, mà ngày nào nó cũng thích hết. Chúc mừng Đạo Tâm với một cái thành tựu trong năm vừa qua. Người ta đỡ mũi. Nhưng mà em nghĩ là bản thân em thì trong năm qua em xấu hay đẹp á? Em nghĩ là trong năm qua em... Không, em cảm thấy em đẹp. Tại vì em cảm thấy em rất trân trọng bản thân. Tại vì em đã sống qua năm qua, cho nên là chính cái sự tồn tại đó, bản thân nó là đã đẹp rồi. Chứ nếu mà nói về sức khỏe thì trong năm qua em cũng lên xuống khá là thất thường. Tại vì có một khoảng thời gian là em bị rất là stress trong mùa hè, thứ ba em bị Covid. Cho nên là em tụt cân. Tại vì em rất là lo, và mẹ em cũng vậy. Cho nên là hai mẹ con tự nhiên hóp lại xong rồi gầy đi rất là nhiều. Và lúc đó thì nếu mà nói là ngoại hình rồi tiêu chuẩn cái đẹp rồi đồ vậy, em thấy ok, nhìn cũng hơi ghê. Nhưng mà về mặt tinh thần thì em cảm thấy nếu mà mình vượt qua được cái giai đoạn đó thì nó là một cái gì rất đáng trân trọng, và đáng trân trọng nó đẹp. Mọi người ăn đi. Dạ, dạ. Mình biết thêm với mọi người, đây là thành viên ngồi bên phải mình là bạn Chồn, cũng đã tham gia vào FO từ thứ 3, thứ 4 rồi đó. Vì Chồn là bạn rất là thân của mình, nên là những cái thứ mà dự định mình chia sẻ về FO thì đều cùng với Chồn. Năm vừa rồi thành tựu lớn của mày là gì? Dũng cảm đóng bớt công ty. À, Chồn cũng là một người năm vừa rồi mắc Covid rồi, chúc mừng. Vâng, mình bị mắc Covid hồi cuối tháng 8. Lúc đó tâm lý sao, có sợ lắm không? Tâm cũng là một người trải nghiệm cái câu chuyện là gia đình có người mắc Covid. Rồi sau đó anh gặp mẹ Tâm, sau đó anh gặp ba của Tâm, và anh cảm thấy ồ, gia đình này thật ra là cope with everything with a very well routine. Nhờ mẹ em cả. Mẹ em giỏi thiệt luôn á. Yeah. Không, mẹ em còn dạy anh, bởi vì lúc đó anh cũng bị hoang mang về tâm lý lắm. Covid làm cho tao hoang mang về tâm lý lắm. Và các bạn biết không, cái giai đoạn mà Covid mình luôn luôn nghĩ là mình ổn mang lắm, mình cứ nói là mình ổn, nhưng mà thật ra không biết là ổn thiệt không. Mày có ổn không? Không ổn lắm. Thực ra cái lo lắng nhất là không phải lo về bản thân mình mà lo cho bố mẹ. Tâm lý cũng rất là thường xuyên có khí các bạn trẻ người Việt Nam. Nó là một trong những cái điều mà Covid nó tạo dựng được trong vừa rồi. Là cho mọi người nhiều đến gia đình hơn. Dạ đúng. Đó. Thì lúc đó thì mình vừa bị mà bố mẹ cũng bị nữa. Mà mẹ thì bị khá là nặng. Anh cũng bị nặng luôn, và cả anh với mẹ đều phải bệnh viện. May mắn đều ok hết. Thì như Thảo Tâm đã nói rồi nên mình không muốn lặp lại, nhưng mà thực ra thành tựu lớn nhất trong năm vừa rồi là tồn tại và vượt được nó. Và cùng rất nhiều những người khác ngoài kia, mỗi người góp một chút. Một chút xíu tinh thần cũng được, một chút xíu vật chất cũng được. Mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua được cái năm 2021 đó rồi. Ngay cả năm con trâu này nữa rồi. Và sắp tới đây thì hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ta nói về vụ đẹp hay không á, thì rõ ràng là năm vừa qua mình cũng nhận ra là ngày xưa mình hay bị học sách về cái việc đẹp hay xấu á. Ngoài càng ngày mình càng mở rộng ra về cái perspective của mình, cái cách mình sống, quan điểm sống của mình cũng khác đi. Năm vừa rồi là năm mà Kim cũng thay đổi về ngoại hình rất là nhiều nha. Nghe đồn là sắp tới còn thay đổi nhiều nữa, có PT riêng các thể loại rồi. Bây giờ đang có tóc màu bạch kim rồi. Mọi người ơi, join with us here. Join us. Come please. Trời, mắc cỡ nó trời, khổ nghe. Mắc cỡ cái gì, vô cho đại khung hình nè. Dạ, chỉ đạo diễn xuất nè, vô. Dạ mời. Dạ. Vô. Đây không là một vấn đề là xấu đẹp nữa, vấn đề là đạo diễn bắt đó. Mọi người cho anh đi. Quân vào, Hân vào. À, giới thiệu với mọi để người già kêu Quân mấy lần không tốt. Năm vừa qua thì mọi người đã thấy Quân xuất hiện từ trong những cái tập đầu tiên của show với vai trò là voice of the beat. Và Trâm, Tâm và Tâm cũng là người được trải nghiệm cái nó cũng nó làm voice of the beat xong rồi nó xưng là mình rất riêng luôn, mà không ai muốn tận được đâu. Và mọi người ăn tiếp đó. Ăn tiếp. Dạ. Các bạn có nhận ra Quân không? Thì ra mùa Tết tức là bạn ăn bánh chưng bánh nạc, nhưng mà chắc chắn ăn một phần. Một ngày. Mọi người thích ăn bánh tét hay bánh chưng hơn hay là cả hai? Em thích bánh tét hơn. Không biết nữa, tại vì cái phân bố, cái tỷ lệ giữa thịt với lại nếp nó cứ đều nhau ấy. Cái phân nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Vườn. Chỗ anh có ước mơ là cái bánh chưng mà nó cũng nhiều thịt giống như là cái đúng vậy. Cái lớp đúng mà vậy. Sticky rice là cái gì? Lớp nếp. Nếp. Đây là mọi người nâng đũa lên ăn đi, nâng đũa lên đi à. Em đói lắm, mọi người mà không ăn là em không dám ăn đâu. Hồi nãy Thảo Tâm vừa mới nói mình là một cái câu chuyện hậu trường rất là vui. Năm vừa rồi Thảo Tâm tham gia đó mình ăn đi mà. Tôi đang nói để câu giờ cho mọi người ăn á. Dạ, ăn. Vô. Đang nha. Ủa cái đằng này là có lên hình á. Ok, xin lỗi nha. Thì Tâm có chia sẻ là năm vừa rồi cũng làm nhiều dự án. Năm vừa rồi mình thấy Tâm chiếm sóng ở trên YouTube rất nhiều đúng không ạ? Ví dụ như là rất là nhiều những cái đoạn mình tour đi tour lại rất là nhiều, ví dụ như là những cái MV của Ngân Hà. Tại vì tự nhiên năm ngoái
năm nay cũng bắt đầu cũng có nhiều dự án khác rồi đúng không? Năm nay mà không có MV của chị Hà. Ý là anh tôi cái đó coi nhiều. Dạ. Ấn tượng đúng không? Ấn tượng với anh. Hồi nãy có biết rồi mà anh không có nhớ rõ lắm, chắc là nhờ Quân nói lại đi. Dạ vâng. Đây là một cách rất là không thông minh để cho người host có thể đã lại quỳ lại cái quyền đó cho người khác không phải nhớ. Đây là Mammoth Show thì mình sẽ có những cái câu hỏi và bạn đã vừa nói, xin lỗi các bạn, hồi nãy có biết cho mình mà mình đã quên, đó chính là cái show này Quân mà các bạn đã đặt tên là Mammoth Show bởi vì lấy cái Mammoth là ý đồ tượng trưng rồi, nói tiếp đi. Thì giống như anh Thắng nói thì mọi người sẽ gặp những cái thử thách và câu hỏi trong cái mâm này. Còn câu hỏi là gì thì mời mọi người chơi. Thì cách chơi của mình là đến lượt ai thì người đấy sẽ quay cái mâm này và nhắm mắt lại, chạm tay trúng cái cánh nào thì mình sẽ bóp một cái câu hỏi trong mâm. Và theo như ban tổ chức quyết là show này sau đó sẽ được phát vào trong dịp Tết hay kiểu premiere livestream đó không biết, nhưng mà kiểu theo về thời gian thực á thì bây giờ theo đồng hồ tay của mình đã là 11 giờ rồi, còn một tiếng nữa thôi là đến Tết rồi đó mọi người, cho nên là bây giờ mình sẽ cùng đến với những thử thách cuối cùng nha. Không biết thử thách là gì. Nhiều thử thách. Ủa, ai cũng phải bóp hết à? Ai phải bóp hết rồi. Yeah. Đúng rồi, tất cả mọi người bao gồm cả. Rồi bây giờ những người nào trời đánh tránh bữa ăn tâm em hãy ăn hết miếng gà đi rồi em bóp sau. Cuối cùng bóp và bắt đầu từ thiệt. Quay trước hoặc là anh quay hoặc là không quay đi. Mong là lúc mà edit cái này thì là không biết là team edit là ai, nhưng mà nhớ cho nhạc hồi hộp nha. Không mẹ ơi. Lên nhạc. Anh hỏi là mình ngày mà tháo tâm editing á, kiểu như là em mà em edit không biết là edit sao, em là gì lắm. Chắc là của anh đó, câu hỏi của anh là bài hát bạn nghe lúc vui và lúc buồn trong năm nay. Trong năm nay hay, con này bài hát recap. Nên nói là một bài thì cũng khó, từ khi mà hai bài nó sẽ có cả một cái playlist luôn. Nhưng mà nghe nhiều nhất lúc vui thì chắc là vui hay buồn thì anh cũng nghe cùng một nhạc. Đây là bài chàng trai trung tình. Bình thường anh cũng hay nghe nhạc buồn rồi. Buồn thì cũng nghe nhạc buồn cho buồn hơn, và vui thì cũng nghe nhạc buồn cho nó kìm lại. Anh nghĩ là nếu mà bài tiếng Việt thì trong năm vừa rồi thì là bài Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi của chị Bích Phương Phúc Du. Chị Bích Phương ơi, năm nay em đã nghe chị nhiều hơn vì bọn em team của em nghe chị nhiều hơn. Đúng mà Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, đừng có từ chối đâu, quá đáng, hay luôn đó. Bài tiếng Anh thì chắc là Exile của Taylor Swift và Bon Iver. Không biết bài đó nhưng nhờ thôi mà chắc là đến được. Swiftie và Shine là fan của Bích Phương. Ủa tại sao lại là Shine ta? Em không biết. Bích Phương thích thế. Ok. Tháng 10 nha của chị Bích Phương luôn. Ôi, chị cũng bảo qua. Đừng cố mình nào qua ba đừng. Đến chồng ơi. Thế nè. Ok. Yeah. Đến chồng quá chồng. Đánh chồng đó. Chuyện của bố qua. Nhắm mắt nha. Ta sẽ nghe cùng đối thoại giữa hai thế hệ. Thế hệ 8X. Không biết nữa là nói gì. Không, mày bóp đại đi, không sao đâu. Anh mở mắt ra rồi. Mở rồi, trung chân. Nhiều khi cứ làm lố đó mọi người, có nhìn thấy cái đó rồi, không? Hồi quá mọi người. Chết rồi. Cái này đọc bằng rộ bắp. Không, sao rồi. Chết mẹ. Cái này em cũng không biết luôn em ơi. TikTok trend 2021 hài hước nhất. Ôi, đúng như một cái người không có TikTok. Nhưng mà mày có biết hài không? Mày có biết nói không? Nếu không thì mình nhờ Tâm hoặc là Kim mới trả lời giùm. Wow. Không, nhưng mà mày biết, nhưng mà có biết một cái trend mà mình rất là thích là một trend nhảy mà nhảy bì bài của Missy Elliott. Bài nào anh hát thử được không ạ? Tưng 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 tưng. Các bạn trẻ, các bạn gu của TikTok của các bạn là gì? Năm năm vừa rồi anh thích cái nào nhất? Gu của tao cũng lạ, nó không em có điển hình. Em thích mấy cái tào lao á. I begin to pass out.
my head hit the wall, boom, xong cái đấy là mấy cái mắc cười em không biết nhớ sao. Em coi trên TikTok là em thấy cái gì cười là em cười á chứ. Không có logic. Không không, nhưng mà cái cách mà mình react là social media cũng hay lắm. Mỗi bạn chọn một kiểu khác nhau. Còn Khiêm thích kiểu như nào? Deep luôn không? Ai đẹp em thích thôi. Người thích. Nhưng mà đẹp, show ra cái đẹp như thế nào? Slow review á. Cái hiệu ứng slow review dạo này á, cái mà quay từ trên từ dưới lên trên á. Sao xong rồi tắt đèn nó chuyển qua đèn đỏ ấy. Làm cho xin cái đèn, cho xin. Không làm được. Em xin. Để nhờ em đi. Thế 6 tháng sau thì mới làm được hả? Vâng. Khi nó có BT. Cuối năm. Ok. Mà cuối năm là cuối năm tháng 12 hay là cuối năm con cọ? Cuối năm sau. Ok. À đúng rồi, mà quên chia sẻ với các bạn là năm vừa rồi cũng là năm mà tụi mình có rất là nhiều tin vui, đúng không? Tụi mình hoàn thành mùa 7 và đến lúc mà cái chương trình này phát sóng thì là mùa 8 cũng đã gần kết thúc rồi. Và Thảo Tâm cũng là một người đã ghi dấu ấn trong cái mùa này, đúng không? Nhiều khán giả cũng chửi em lắm, mà nhiều khán giả cũng yêu em lắm. Cái này nói thiệt. Ủa tại sao chị này chị phải nói chậm như vậy? Ở một diễn biến khác, ủa sao bà nói nhanh dữ vậy? Trong cùng một video. Nên là cái chuyện này muốn nói ra ở đây lắm, bởi vì là nhiều khi anh là người đọc mấy comment đó mà anh muốn điên luôn vậy đó. Không, em thấy là thật ra là cái chuyện mà các bạn có những cái ý kiến về cái phần trình diễn mình là tốt. Nghĩa là các bạn đang theo dõi chương trình rất là sát sao và các bạn rất là quan tâm đến chương trình. Cho nên là khi mà đọc những comment thì em rất là vui. Cá nhân anh, tụi mình là người làm chương trình đó, không phải là khen đâu, nhưng mà đây là cái dịp trải lòng cuối năm như là người trong gia đình đó. Thì anh thấy là rất là tự hào luôn, bởi vì là em hoàn toàn host một cái show mà nó có chiều sâu lắm luôn á. Em đưa ra những cái quan điểm, những cái góc nhìn rất là hay từ cái câu chuyện của Phoenix hướng nghiệp, những cái câu chuyện mà mình có thể vui cười, mình có thể khóc, mình có thể bộc lộ cảm xúc của mình 100% authentic ở trong cái show. Ủa, tôi thích chị Hayley Tống, tôi là fan của bà đó. Tôi nói trong show luôn ngay từ đầu. Anh rất là thích cái spirit đó. Và sau tour bạn Thảo Tâm một năm rất là tuyệt vời với rất là nhiều những cái vai trò mới, nhưng mà vẫn không quên là một người host rất là tuyệt vời của show. Cảm ơn mọi người. Thì thật ra là Tâm vẫn quan niệm là bản thân mình đã host, vị trí của mình đã trong show là để góp phần được gợi mở những câu chuyện của những bạn khách mời. Cho nên là thành công lớn nhất của show em vẫn nghĩ là đến từ cái khách mời. Thì mình có những người khách mời rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời, có rất là nhiều kiểu personal idol của em ở trong mùa vừa rồi, là như chị Hayley này, như cô Phoenix Hồ này. Cho nên là em rất là thích mùa qua, tại vì kiểu như mình được nghe về những câu chuyện hay. Còn về bản thân mình thì em vẫn thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Và nó rất là... đó là một điều rất là vui đối với em, tại vì em nghĩ là mình thấy được thiếu sót thì mình sẽ có cách để cải thiện. Yes. Ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Trong lúc em ăn tiếp thì anh sẽ bóc bài lồng bóc bà thăm. Dạ. Ly của chị Minh. Mọi người ăn gà đi ngon lắm ạ. Ăn gà đi. Ăn bò biển chị. Ăn bò biển. Nói chị cái cam này. Lấy ra đi. Mọi người. Cái nào lấy bớt đi. Gen Z slang. Ốc quế sầu riêng hai. Anh biết cái đó không? Em biết. Anh không biết luôn. Dạ, mày biết cái này không? Thử thách của anh ấy là cái này là anh phải đọc lại cái câu đó đúng như nữa như cái trend đó. Và anh biết là sao nữa. Không biết cái trend là cái gì, nhưng mà nếu mà được như là ốc quế sầu riêng hai. Phải không? Phải không? Xong bản thân almost em there. Almost there. Em đọc đi chứ anh không biết. Anh đọc cái này anh không biết là câu hỏi bao tiền. Em muốn editor play một cái insert cái đó vô đây. Tại vì thiệt ra là em nhớ là cái gì mà gì cái gì mà keo ly mãi mận mãi kem á, đúng không? Cái trong cái chuỗi đó đúng không? Keo ly trà quen thì đấy. Keo ly trà quen mãi mận mãi kem. Được thôi, nhưng mà em thấy không? Tâm lý của con người và cái test của con người càng ngày nó càng verify rất là rộng luôn. Nhưng có những sản phẩm rất là niche, như là ngày hôm qua đường trùng mới giới thiệu cho cái xem một cái tác phẩm đó là Con đàn ông, các bạn phải coi đi. Một cái view nó có 12-13 ngàn view, nó đỉnh lắm luôn các bạn, dễ thương lắm, coi đi bạn tiếng Việt. Xin chân nhi. Rồi, đến Tâm đến em đó, để coi. Một chết. Tâm vẫn em. Hôm qua mọi người chị Tâm nắm mắt lại chứ chị Tâm kìa. Chị Tâm mở ra cũng vậy à. Chị Tâm mở ra chị không có mình thấy gì hết chứ. Hashtag mình chết tốt mà bạn yêu thích nhất. Ồ, lời. Tâm không xem TikTok theo hashtag. Tâm cứ bật lên thấy for you page nó chiếu cái gì rồi Tâm xem cái đó. Thấy chưa, các bạn TikTok, các bạn cứ nói tụi mình làm hashtag làm gì, ta đâu quan tâm đâu. Cũng có khi có đó, nhưng mà bản thân em thì em không dùng TikTok như vậy, cho nên em xem for you page thôi. Nhưng mà
vừa rồi em thích, em rất là thích xem TikTok mà của các fan edit á, kiểu từ những cái chương trình truyền hình mà em thích á, mà làm ra những đoạn clip ngắn, em rất là thích, cái nào em cũng thích. Từ đó thì giờ em xem những cái mà của The Witcher hay là của Marvel, đặc biệt là những cái compilation của Marvel, có những cái em coi xong rồi em rất là khóc. Cho nên là chắc là hashtag thích nhất là fan edit đó. Cho nên là thấy tao cũng thấy là tụi nhỏ bây giờ hay lắm, bởi vì là các bạn tự tạo ra sản phẩm content của các bạn riêng, các bạn xem qua đó, các bạn thích, các bạn được truyền cảm hứng mà các bạn execute nó thành một cái video khác để nó spread rộng hơn, qua được cái lăng kính của các bạn. Đến khi mà đó mình phải làm liên tục hả? Cắt dậy bữa ăn gì mà cái này luôn. Hai vòng. Nhưng mà tụi em không có làm chung gì hết thì... Vâng, tại tụi em sáng tạo ra cái đó. Đúng rồi, tụi em là người sản xuất, là người có quyền. Các em biết hết rồi. Ca sĩ nam nữ yêu thích nhất ở Việt Nam. Ôi, bạn này cũng góp chúng không nha. Mỗi nữa thì ai cũng biết rồi, chị Bích Phương. Em yêu chị à? Nam à? Nam Tương Hoàng Phúc. Dạ. Thôi, hơi cũ rồi. Nam không hỏi nào. Ai đẹp nào? Thôi Nam chắc là em sẽ thích anh Đen Vâu luôn. Bạn học chị Bích Phương. Em yêu anh. Không, my favorite Vietnamese artist. Em nghĩ là Vietnamese artist hiện tại mà em thích nhất là anh Đen Vâu. Bài vừa rồi kiểu đem về cho mẹ là một cái gì đó nó rất là tuyệt vời trong cặp mắt của em. Em nghe tới cái đoạn mà bắt đầu ơi, cái tiếng ơi là một cái nước mắt em chảy quá là chảy luôn. Xuất sắc. Đen Vâu. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả đang theo dõi ở nhà. Cái này không liên quan đến câu trả lời của Thảo Tâm luôn nha. Từ sến tiếng Anh là gì, các bạn comment ở phía dưới nha. À em biết rồi. Dạ. Đúng rồi. Nó khá là đơn giản. Có lên mấy bạn, có lên mấy bạn. Mời anh. Ủa mà sao tự dưng hỏi từ sến chứ? À không. Đó, nó không liên quan đến em quên chuyện đó. Anh thắng rồi. Anh thắng lâu lâu anh sẽ nhảy số rồi một câu hỏi. Trồn. Ơi. Đến ai? À đến trồn. 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 Thôi cho mày hết rồi. Okay. Ủa như con gà khác mà đem gà khác ra ăn đi chứ hả? Gà không, con gà khác. Bài đó anh nhìn thấy. Ôi, cái này mình biết đúng ngay cái mình biết đúng luôn á. Bây giờ giọng Bắc. Đọc cái này bằng giọng Bắc. Giọng Bắc. U là trời. U là trời. U là trời. Ờ, em muốn nghe câu đó giọng đọc giọng Bắc là sao? Câu Việt mà giọng Nam là U là trời. U là trời. U là trời. U là trời. Nhưng mà mọi người có biết là U là trời này xuất phát điểm nó từ đâu không? Ôi. Được học này. Nhưng mà không, anh thì được một cái người bạn giải thích và anh check nó thôi chứ anh cũng không có double check là coi nó có đúng hay không. Thì nghe kể là cái bạn này giải thích thường là rất dài cho nên là nếu mà bạn làm host ở nhà có thể tua nha. Đây là một cái bệnh nhưng mà mình sẽ đánh nó nhanh nhanh. Nó xuất phát từ uy trời. Xong rồi tụi các bạn trẻ trẻ, mấy tụi nhỏ, anh hay giọng đùa là tụi nhỏ thì thích S vô cho nó nghe nó vui vui hơn, đó là Uister. Thì nó tắt là Uister, tức là cái là U đầu trời. Nói vậy thôi. Đấy. Ui trời, Uister, xong cuối cùng nó tắt ra là Uister. U là trời. Thì đây là một cái trời, kiến thức một bạn luôn. Sinh viên của anh. Một trời, kiến thức của anh. Một tay vỗ tay. Anh ước gì cái câu hỏi mà dành cho anh là một cái câu gì đó mà nó thiên về cảm xúc nhiều hơn là hỏi về kiến thức xã hội hoặc là kiến thức Gen Z. Nhân vật truyền cảm hứng về mặt sáng tạo mùa dung năm 2021. Mọi người ơi, mình không hết dây gà rồi đó. Đó cái mình giống như là anh hỏi anh cô bé anh sao không biết. Cho anh trình ít nhạc đi để bắt đầu. Tưng 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 là phải căng thẳng nè. Nhạc sáng, nhạc sáng, nhạc sáng. Số số. Ủa đó, nhạc múa gà nè. Chính xác, nó tươi sáng mà. Chứ kinh đơn. À, múa gà, nhảy gà hay là múa gà. Nhân vật truyền cảm hứng nhất cho mình trong năm 2021. Câu này khó ha. Về mặt sáng tạo nội dung. Khó quá. Mẹ mày mới nói với tao luôn đó. Clip in TV. 2021 là một năm mà mình thấy là mình cần phải nhân bản hơn. Bởi vì at the end of the day, tụi mình đều là con người đúng không? Và con virus SARS-CoV-2 nó xuất hiện trên địa cầu năm thứ 3 và nó đã đánh vào cái đó. Nó đánh vào cái thứ trọng yếu nhất của con người đó là giao tiếp. Những cái mutual contact như thế này, những cái mà tới năm ngoái mình rất là, mình nói là không có được đâu á. Mà tới năm nay mình làm được như thế này với nhau là quý lắm luôn á. Và nó đánh vào cái đó. Và nó cho tụi mình thấy là tụi mình thực ra tụi mình còn non lắm.
và đánh vào cái thứ trọng yếu nhất luôn á, và cả thế giới phải sững sờ mà đó. Cho nên là mình có cái cơ hội được ngồi với nhau như này, nhìn lại được nhiều thứ, thì tao nghĩ là cái tâm lý của mình là một thứ quan trọng nhất. Từng bước mình làm được cái đó, đúng không? Mình thấy là một bạn influencer này kêu gọi mọi người làm chuyện này, làm chuyện kia, rồi anh cũng thấy một vài cái post của Kim liên quan đến việc 5K này, mọi người tiêm vaccine đi, tâm cũng vậy. Ừ. Mình cùng vượt qua với nhau bằng về mặt tâm lý đó. Cho nên anh rất là thích một nhân vật đó là Alicia Keys. Có cơ hội làm việc với chị Alicia Keys là một cái cơ hội rất là may mắn, bởi vì mình được hiểu về thế giới một thứ rất là từ tâm thích nè. Tâm rất là thích authenticity, tức cái sự là một thứ nó nguyên bản á, chân thật. Các bạn thích cái gì, bạn thích nguyên bản, thích làm những viên, tôi thích nguyên bản lắm luôn á. Tao là người rất là thích cái đó. Thì không có cách từ người đúng không? Và một trong những người mà tao cũng thích là chị Hà Trần, Trần Hà là một người tôn vinh cái originality, và chị Alicia Keys cũng như vậy. Thì tao nghĩ đó là hai người mà truyền cảm hứng cho tao về mặt sáng tạo nội dung nhiều nhất. Còn về mặt technique sáng tạo nội dung thì anh thấy là có rất là nhiều bạn cũng khiến cho anh amaze. Một người mà anh amaze nhiều nhất là không hiểu sao mà nó có recommend ở trên Instagram, qua năm vừa rồi anh theo dõi Instagram khá nhiều, đó là Tun. Tun hay người Tun có xem thì anh thấy Tun là một người rất là sáng tạo luôn. Tun nó còn nhà luôn nó anh Tun ở đây luôn. Oh my god, mời anh Tun lên chơi. Đó là một người mà anh nghĩ là anh thấy hay. Một người thứ hai mà anh nghĩ sáng tạo nội dung ở phong độ ổn định là Khánh Vy. Đúng rồi, cô là sao girl. Fan Khánh Vy. Nhưng mà hai đứa này nó có những kênh riêng á. Ví dụ như em năm vừa rồi em xem ai nhiều nhất? Em xem ai? Tức là em xem phim. Em thấy những cái kênh nào sáng tạo nội dung hay nhất, và kiểu như là em cũng định ké cái câu hỏi của anh Thắng. Thì thật ra là bản thân em không phải là một người sẽ xem cụ thể một ai. Em nghĩ là tới bây giờ thì em không còn thần tượng ai quá, và em không theo dõi sát sao một ai. Nhưng mà em có một cái list, một cái danh sách những người mà cái rotate ở cái guồng xem của em sẽ trong phạm vi đó. Thì một người mà bạn em rất là ấn tượng đó là bạn Lê Thụy. Lê Thụy trên TikTok. Và em cảm thấy Lê Thụy là một người rất là tuyệt vời. Không có nớ đâu mọi người, đó là có nớ đâu mọi người. Và thật sự là Lê Thụy là một người làm cho em suy nghĩ lại rất là nhiều. Vốn được cũng buồn hả? Chúng ta hãy quay trở về cái tính nguyên bản của bản thân. Đúng là về cái chuyện authenticity. Vui lên mà. Lê Thụy là một người em cảm thấy là trời gán luôn, vui nha. Luôn rất là tự hào về bản thân mình á. Và em cảm thấy đương nhiên là khi mà camera cắt thì chúng ta đều biết là chúng mình sẽ có những cái góc khuất nhất định. Nhưng mà em cảm thấy Lê Thụy là một người không ngại nói về những góc khuất đó. Và Lê Thụy là một người rất là mạnh mẽ khi mà dám đặt bản thân ra là một cái case study và sự thực tế. Okay, tối là phải coi đêm giao thừa, phải coi Lê Thụy mọi người. Không hòa quá, trai gái vậy em. Dạ con gái. Dễ thương quá, dễ thương quá. Duyên dáng dễ thương bán buồn xà lộn. Phải nói là thế hệ Gen Z là một thế hệ mà được expose với rất là nhiều những cái trend khác nhau về mỹ cảm, về cái đẹp. Yeah. Mùa vừa rồi là mùa anh được lần đầu tiên được biết về Hailey Tống, lần đầu tiên được biết về mùa đầu tiên mà năm nay em mới biết Hailey Tống. Năm nay em biết Hailey Tống, lần đầu tiên được biết An Phương make up đó, lần đầu tiên được biết Philip An. Và nhiều những nhân vật khác Samuel nữa. Samuel An. Samuel An là làm phim Philip An nữa. Tom Base. Đó thì anh thấy là rõ ràng là các bạn thích cái vibe của người đó. Theo như Khiêm á thì là Thảo Tâm nhà mình tỏa ra cái vibe như thế nào khi mà expose với lại thế giới các bạn fan. Anh thấy là con này nó khủng lắm đúng không? Không, bây giờ năm nay là một cái năm mà em rất là vui, tại vì em cảm thấy em được gần Khiêm hơn. Từ khi mà Khiêm vô Sài Gòn có hai chị em cũng có những dịp gặp nhau bất đắc kỳ tử, nhưng mà cũng rất là vui. Là kiểu mình cũng hay được xếp chung trong các dự án hay là công việc ấy. Nó vô tình nhưng mà nó cũng duyên đó chứ bộ. Cho nên là em khá là tò mò là không biết là trước khi mà Khiêm biết với em, tới em là xong qua là vị trí mình cùng làm IFO host. Và cũng biết đến Instagram của nhau nhờ. Họ em biết chị từ trước đấy rất lâu rồi. Em biết chị từ 2017. Wow, là từ hồi mà em với lại Vi bắt đầu làm IOS Space Off. Có lúc đấy chị còn chơi làm IOS Space Off cơ. 2017 là bắt đầu mà sau. Lúc đấy chị kiểu làm mẫu. Khách mời. Tôi chỉ kiểu làm mẫu là chị họ của em là một người rất thân với em, bằng tuổi chị. Chị ý rất là hâm mộ chị. Chị ở Sài Gòn luôn ý. Thank you, thank you bạn. Tao kiểu mỗi lần hai chị em ngồi chơi với nhau là chị sẽ show ra in cái Instagram Yasoya này. Đấy, đây là người chị hâm mộ đây. Xong còn stalk cả chị với bồ của chị ở không phải stalk mà là cho em xem ảnh chị với bồ của chị ở trường cấp 3. Cái đó là bồ cũ. Em biết chị từ đấy rồi. Trời đất ơi, nó biết được cấp 3. Cắt cái impression, đó là cái cảm nhận đầu tiên đó so với lại bây giờ.
vào buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ khác, thấy giống em cũng thấy rất là may mắn đó là năm vừa rồi mình làm với nhau nhiều và mình cũng nói chuyện nhiều hơn này, biết được những cái chuyện rất là thâm kín đúng là có những chuyện em chỉ nói với mỗi chị thôi ấy. Đó là trong thời gian mà mình lockdown, em lockdown ở Hà Nội thì đấy, em rất là trân trọng chị những cái lúc đấy, là dù chị bận bịu và chị dép tin nhắn của em hơi trễ nhưng mà chị có dép tin nhắn của em là vui rồi. Thôi đó, Thảo nhớ thì xin không, chị Tâm có hai kiểu, một là dép ngay lập tức và hai là để cho đến khi mà em không nhớ là đấy là chuyện gì nữa. Mọi người có biết là người đứng sau camera bây giờ là một bạn tên là Sơn Sirius, bạn producer của chương trình. Và Sơn rường tầm 2 tuần đã lấy một cái phao ghi hình. Nhắc tên nó hoài không dám nhắn, nhắc tên nhiều đâu, bởi vì nó đi sitting nhiều lắm. Cứ nhảy vô kiểu như là ủa alo em nói thích học trường luật, sau này xíu là bữa sau tập khác em đến thích học trường báo chí. Trời đây là đó rồi cũng là nói nhưng mà một nhân cách khác nhảy vô, ủa vậy hả, mình cũng giống bạn nè ấy. Và bản thân em cũng không, em làm YouTube nhưng mà em không xem YouTube và em cũng không xem TikTok nhiều, em cũng không có theo dõi ai cụ thể hay là, nhưng mà chị Tâm và chị Vi là những người mà hay xuất hiện ở trên newsfeed của em và em cũng luôn sẽ đọc hết những cái bài mà chị Tâm viết và em sẽ luôn sitting cho các bài post của chị Tâm kiểu này. Bài chắc em chắc chắn 100% là em thả tim không sót một bài nào của chị Tâm và chị Vi. Em đấy là đời chắc cái này anh là một người rất tin luôn, bởi vì là em luôn luôn nói với mọi người là Khiêm là một người cũng rất authentic luôn đó, tức là yêu ghét rất rõ ràng và nó rất là cô mình người này, nãy giờ nó nhắc lại với anh về Bích Phương rất nhiều lần. Không thì thật ra là năm nay em cảm thấy rất là vui, tại vì đúng là em được cảm thấy ở gần Khiêm hơn á. Thì chị Vi thì thật ra là em cũng đã tiếp xúc được rất là nhiều từ trước rồi và hai chị em có một cái khởi đầu khá là khởi điểm khá là giống nhau và khá là gần nhau. Nhưng mà càng ngày thì em với chị Vi càng khác nhau, nhưng mà em rất là tự hào khi mà được thấy chị Vi có những cái bước phát triển rất là lớn như thế này. Và hai chị em thì đã bên nhau lâu rồi, còn Khiêm là mới, nhưng mà năm nay thật sự là một cái bước tiến gần Khiêm hơn rất là nhiều. Và em cảm thấy thật ra là em rất trân trọng Khiêm ở chỗ là từ ngày đầu tiên em biết Khiêm tới bây giờ á, đúng là giống như anh Thắng nói, Khiêm vẫn rất là authentic. Mà Khiêm vẫn cứ vậy á, em không cảm thấy có một sự cả nể, không có một cái sự e dè nào. Thích là show interest rất là dễ thương á. Tuy là Khiêm là một người ít nói hơn trên hình rất nhiều, mọi người có công nhận không? Nghĩa là ở trên hình thì Khiêm nói rất là trôi chảy và rất là cái flow của bạn rất là tốt, nhưng mà ở ngoài thì Khiêm rất là ít nói, nhưng mà em nhận ra là Khiêm ít nói như vậy là tại vì Khiêm quan sát rất là nhiều. Đúng rồi. Nên là Khiêm hồi nãy lúc trước khi mà Khiêm đến đây anh cũng nói chuyện với Khiêm là em là người quan sát nhiều hay là em phải là introvert không? Ủa em vui lắm. Nhưng mà Exo ra là một người rất là quiet và quan sát mọi thứ thôi. Nhưng mà Khiêm là một trong những người ít ở đây á, là like gần như 100% các post của AFO luôn á. Em đâu rồi, em thả tim bằng nick của em, sau em thả tim bằng page của em. Rất là dễ thương. Vừa quá. Rất là dễ thương. Đó. Xin lỗi mọi người, em toàn like cho mèo. Không, mọi người công nhận không, từ ngày các bạn em page mọi người sẽ có mấy con chó mấy con mèo. Đúng rồi. Tại vì không phải anh tự động nó có chó mèo ở đâu. Không, anh Thắng thì là bá chủ rồi. Đều rất là thích chó mèo. Nhưng mà hồi đó anh còn rất là active trên Facebook thì cũng cũng mình cũng phải tìm hiểu xem là người trong team nhà mình tính cách làm sao, cho nên anh follow Facebook của em. Hồi đó Facebook của em cách đây khoảng 1-2 năm về trước nó khác lắm. Hàng ngày đều có việc duy nhất em làm đó là em vô mấy trang chó mèo em. Phan Trang, không biết Phan Trang là đứa nào luôn, bây giờ đã không biết Phan Trang. Nhưng mà đó hàng ngày có việc của em hàng ngày là vô coi chó mèo và bắt đầu tát Phan Trang vô trong đó. Nhưng mà như vậy rất là dễ thương, người ta luôn luôn cảm thấy rất là thành thật chút chó mèo. Bây giờ em cũng vậy, nhưng mà chắc tại vì phục quái của anh nó lờn rồi, nó không chiếu nữa. Tại vì không có dùng Facebook nữa. Lúc này qua rồi nè. Khiêm với lại Tâm muốn shout out với lại chị Khánh Vy. Tại vì thật ra là chị Khánh Vy là một người ít được có mặt với lại Khiêm với Tâm trong cùng không hình. Tại vì bây giờ Khiêm vào Hà Nội rồi, tụi em hay xuất hiện cùng nhau ở trong Sài Gòn. Còn chị Vy thì rất là bận, bay ra bay vào rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là bận ở Hà Nội. Nhưng mà thật sự thì em với Khiêm luôn luôn cảm thấy rất là tự hào về chị. Mỗi khi mà được thấy chị mình ở những cái chương trình rất là đặc biệt ấy. Đúng rồi. Không chỉ là những chương trình nổi tiếng hay là nó hào nhoáng, nhưng mà chị Vy là một người rất là có tâm với công việc. Cho nên là mỗi cái sự xuất hiện của chị Vy nó thể hiện một cái tâm sức rất là lớn ấy. Cho nên đối với em đó là cái điều đặc biệt của chị Vy. Và tụi em rất tự hào về chị. Wish you were here babe. Và thực sự ra nể chị Vy là chị Vy luôn
tìm cách để tối ưu hóa cái thời gian biểu của chị Vi. Tức là chị Vi vào Sài Gòn 5 ngày để dẫn chương trình rồi làm việc thôi, nhưng mà chị Vi sẽ luôn xếp được lịch để quay vlog với những vị khách mời ở Sài Gòn để không phí bất cứ một buổi nào ở Sài Gòn hết. Bữa hôm trước tụi em vừa mới gặp chị Vi là đi show trao giải với nhau. Thế là chị Vi vừa mới cắt xong show trao giải một cái qua đây quay vlog cho chị. Nhưng mà nó không phải là một cái cách theo kiểu mình không cảm thấy là mình bị cưỡng ép về chuyện đó, mà mình thật sự rất là thích nói chuyện với bà Vi, là bà vui quá, cho nên là khi mà quay vậy nó vui với nhau, tâm lý giới trẻ. À, thực ra nếu mà đúng là một năm thành tựu, như là các bạn thấy Vi thì dẫn Olympia rồi dẫn cái sự kiện đón Thùy Tiên về Việt Nam, và ngoài ra thì chúng mình cũng có mà những host mới như là Phương Anh. 2022 sẽ là một năm rất là đặc biệt của Phương Anh, bởi vì Phương Anh sẽ tham gia một cuộc thi về nhan sắc cũng khá là lớn. Còn Khánh Vi cũng như vậy, nhiều vai trò mới đúng không? Rồi Khiêm với lại Tâm cũng nói là ủa sao bà này bà sắp xếp thời gian rất là giỏi lắm, nó vừa giỏi nó vừa thực dụng luôn á, nó xếp thời gian giỏi thiệt. Thực dụng là một đứa tính rất là cần thiết, materialistic là một trong những từ anh rất là admire luôn á, bởi vì anh nghĩ là at the end of the day là bạn phải làm sao productive nhất có thể đó, be real đó. Nhưng có những thứ mà Vi vẫn rất là tôn trọng cảm xúc với con người, như là màn hình điện thoại của Vi là quanh năm không đổi luôn. Yeah. Là hình Bồ Tát, đúng không? Bồ Tát, đúng rồi. Quanh năm không đổi luôn. Thấy từ 2 năm trước anh vẫn vậy. Còn hình nền của Thảo Tâm, các bạn nghĩ hình của người yêu Tâm không? Đó là hình của một con gấu. Không bao giờ để hình người yêu lên điện thoại. Nghĩ tình yêu mục đích thật đó là tình yêu với mẹ thiên nhiên mọi người. Đó, dễ thương quá nhỉ. I love nature. Cảm ơn. Anh thấy bị nóng hay gì ha? Hay là sắp giao thừa nên nó nóng? Dạ. Yeah. Mình nói nhiều quá. Ngoài ra năm vừa qua cũng là một năm mà Phoebe cũng nhận một cái vai trò rất là đặc biệt, đó là Phoebe dẫn ba cái hội thảo quan trọng nhất về khoa học ở tại Việt Nam của VinFuture. Cái sự kiện đó là sự kiện quan trọng, vì anh nhận brief nè, anh nói là phải tìm một cái người host nào mà đủ kinh nghiệm dẫn tiếng Anh, ngoài ra phải hiểu sâu về giáo dục và phải là một người có background về mặt khoa học để hiểu được những thứ về AR. Rồi những cái thứ rất là phức tạp khác nữa, thì TB là đại diện, là làm host, làm facilitator toàn bộ những cái buổi talk ở đó. Sao thì TB luôn luôn xuất hiện ở trong những cái vai trò rất là đặc biệt. Tại vì chị Phoebe là một người rất là tươi trẻ, một cái người rất là mới mẻ, luôn luôn giữ cho bản thân mình mới mẻ, nhưng mà là một người rất là uyên bác. Cho nên là khi mà nghe chị Phoebe nói về chuyện là không bao giờ nhàm chán, không phải vì mặt hình thức mà là cả nội dung và cái phần tâm hồn mà chị Phoebe để vào cái bài nói chuyện đó. Không nhận luôn. Rất nể chị Phoebe. Và có một bạn mới nữa, đó là bạn Hoàng Bảo Trâm, là đó, top 10 hậu Việt Nam. Trâm cái thời đợt gần Tết, Trâm ở người Hà Nội mà sống trong Sài Gòn, bây giờ đang ở Hà Nội lúc mà tụi mình đang ghi hình cái này. Chị Trâm về rồi ạ. Tại vì Trâm cũng bắt đầu tham gia vào cái vai trò đặc biệt, là Trâm là người dẫn chương trình cho cái sự kiện rất là lớn của Bộ Thông tin Truyền thông. Mình được nói Đường Hoa, mình được nói mà. Dạ. Đó, rất là tự hào về Trâm, sao cho Trâm. Một cô bé mới, không biết là Trâm nghĩ gì. Đoạn này là xin chào anh Thắng, xin chào Thảo Tâm, xin chào Thiện Kim và chào cả anh Trồn nữa. Xin chào tất cả mọi người trong Sài Gòn. Trong mùa 8 này là lần đầu tiên em được đến với gia đình IFO và được là trong vai trò host, thì em cảm thấy rất là lúc đầu là hơi run. Bây giờ thực ra là vẫn hơi run một tí, nhưng mà mọi người rất là dễ chịu, mọi người chỉ bảo cho em rất là nhiều, em học hỏi được rất là nhiều thứ, không chỉ từ các anh chị trong crew mà cả các bạn nhân vật mà em đã được gặp trong mùa này nữa. Phải nói là đây sẽ là một trong những cái điểm sáng nhất trong năm 2021 vừa rồi của em. Giờ đến em đó, cái lá thăm cuối cùng là em đó. Em cái này kìa. Hồi nãy có một cái phần mình quên, đó chính là tại vì tụi nó không nhắc. Nó để mâm này đây, nhưng mà tụi nó làm nói là bây giờ mình sẽ phải học từng vựng mấy cái này để coi biết tiếng Anh là gì. Dạ, nhân vật truyền cảm hứng về mảng sắc đẹp năm 2022. Hay quá, hay quá. Em thì tượng đài về nhan sắc mà em hâm mộ nhất từ khi mà em biết đến người này cho tới tận bây giờ cũng là chị Hoài Hen. Tại vì thật sự là em ngưỡng mộ nhan sắc của chị Hoài Hen, không chỉ ở cái vẻ đẹp của nó không, mà ở cái sức mạnh đằng sau nó nữa. Tại vì chị Hoài Hen đối với em là một người rất mạnh mẽ về phần hồn lẫn phần xác luôn á. Tại vì trong mùa dịch vừa qua thì như tất cả mọi người đều đã biết thì chị Hoài Hen là một người rất là song pha trong chuyện chống dịch tuyến đầu. Và chị Hoài Hen đi bốc vác để có thể vận chuyển lương thực này, chị Hoài Hen kêu gọi mọi người tham gia những hoạt động như là hiến máu, như hoạt động như là đăng ký làm tình nguyện viên để hỗ trợ cho vùng dịch, và em cảm thấy cái đó là một cái điều rất là cao cả. Nhưng mà còn một khía cạnh khác nữa là chị Hoài Hen là một người rất khỏe. Em vừa rồi em có một cái dịp được đi qua gym cùng với chị Hoài Hen,
Ồ, phim của chị Hèn sắp chiếu à các bạn, tháng 3. Thì em được tham gia cùng với chị Hèn một lúc thôi. Nhưng mà cái điều kiện quay đó thì rất là khắc nghiệt, tại vì đây là phim hành động. Vai của chị Hèn là vai đã nữ. Nhưng mà chị Hèn cực kỳ khỏe. Em chị đi quay cũng ít. Thời gian của em quay không là bao so với lại thời gian Hèn quay. Nhưng mà Hèn khỏe vô cùng luôn. Và tới cái lúc mà em quay là đã sau sau trong cái lịch quay rồi mà chị Hèn cũng đang rất là bền. Và giờ em rất là vui vẻ, cho nên là em rất là ngưỡng mộ cái sức khỏe đó. Anh nghĩ một trong những mục tiêu của anh trong năm tới cũng phải là khỏe hơn đó. Đúng rồi. Cái đẹp của giờ em là tại vì đẹp khỏe mạnh nữa, cho nên đẹp lắm. Giờ em lắm. Mẹ cố gắng khỏe mạnh đi để đẹp. Đó. Rồi, okay. Rồi xong. Rồi Hèn. Hay được. Chúc mừng Hèn. Và bây giờ thì mình sẽ đến với gần đến giao thừa rồi, thì mình sẽ gần của tôi cũng gần đổi hết pin rồi. Đây là một cái challenge dành cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả mình. Không biết là challenge là cái gì thì chắc là để bạn Quân sẽ phổ biến nha. Quân bữa nay là cuối cùng. Rồi chào mọi người, em quay lại. Ôi đừng muốn chọn. Quay lại em quay lại từ đấy. Chưa thấy. Đâu ngu đâu nói thấy. Rồi. Và cái này sẽ là, em không biết tên gì nhưng mà cái luật chơi đó là mỗi người sẽ có một cái từ mà mọi người không được nói, sẽ dán lên đầu mọi người không biết đó là từ gì. Nhưng mà những người xung quanh sẽ làm cho mọi người phải nói cái từ đó ra. Thì nếu mọi người nói trúng cái từ đó thì mọi người coi như là mọi người thua. Thì đến người cuối cùng là chiến thắng nha. Em làm sao để cho anh nói được cái từ này, biết là cái gì? Này chưa có bắt đầu cái này, chưa bắt đầu cái này. Lại tí. Tiêu à. Bây giờ ai nào? Ai đầu tiên? Không ơi, đó là mọi người nói chuyện với nhau, mọi người nói chuyện với nhau thôi. Sai quá. Mọi người nói chuyện với nhau thôi kìa. Rồi. Mẹ từ gì cũng biết. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu nha. 3, 2, 1. Rớt rớt anh em ngồi sau em vẫn muốn dẫn on một dâu được không ạ? Được. Dạ. Đấy, on the world expert đấy. Nhưng mà rớt thì anh có thể giữ nha. Được. Rồi. Thì sao lưng mình là hai người kim? Không, mình có thể để cái này này diễn ra một cách chung suôn sẻ thì mình phải không biết con game nào sao bây giờ ác nhất á là chủ của mày biết cái gì nói được chủ của em chưa chủ của em thì chủ của mày thì dễ chủ của em dễ lắm trùng chủ của em cũng dễ thì không chủ của mày đó là một cái anh phải làm sao để cho em nói được cái từ này mà em đúng rồi em không bây giờ nha, mùa sau á anh có thể nào mà anh cho phép em ra Hà Nội quay hết cả một mùa đúng không? Được kiểu nguyên một cái mùa đó em được ở ngoài Hà Nội được không? Ok. Go. Anh chẳng ra. Không á, tại sao lại không? Không. Chị phải xin anh thắng đi, phải xin thật là tha thiết là. Hồng thắng là sự rất là khó. Rõ ràng. Bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà em muốn quay một lần với chị Tâm rồi. Im mà. Được. Được nhưng mà bây giờ. Sao em nói nghe, nói miễn cưỡng. Sao để cho Hồng miễn cưỡng em? Giờ nó thấy có. Nói thành tâm không? Thành tâm đúng rồi. Nãy giờ tôi thấy Hồng miễn cưỡng. Anh sẵn sàng. Được chưa hay là hơi giả?
hơi dễ dàng. Giờ mình không nói về câu chuyện mà cho qua chung nữa, mình nói về cái câu chuyện. Tao có cảm giác tao sắp thua ở nơi rồi hay là người nào? Nói gì đó. À người nào mà nói ra mới là thua. Cái trò chơi này nó vui quá. À, mình chơi mỗi ngày. Tranh thủ, cái này tranh thủ để mình đi xin xỏ mày. Ừ. Mình này cái gì đó. Mày kiếm bộ trách gì đó xong rồi mời tao ăn một bữa là. Tới được mày. Ok. Cũng được, hợp lý. Được không? Ủa ngoài tuần ngày hôm nay ngày mấy rồi? Đã được kia là cái gì vậy? Cái kia là một thế giới khác rồi. Tại vì nãy Vân nó cũng giúp ao chút xíu rồi là cái câu này mình hay nói nên giờ bây giờ mình mấy câu. Không, nãy giờ ba câu của tất cả mình đều là những câu mình hay nói. Cái câu này không nói, câu này trước giờ có chứ có rất luôn. Không có. Anh biết được đâu nhưng mà có. Cái câu này sơ sơ đó sẽ nói là không có thể là typing thôi. Không, mình đừng có hiên cho nó. À đúng em là người tỉnh táo mình đừng có hiên cho nó. Lúc đầu em tưởng câu chỉ là hồi nhắc là em có chết đầu. Khỏe nhỉ. Khó cả. Mà rõ ràng là muốn giết Khánh là chỉ có hai đứa em thôi. Không, anh xin nảy kê xong rồi liền rồi. I mean wait, you live in District 1, right? You can't respond like that. No. Hôm nay là mang thằng này ở quận 8 mà. Phải đi xuống rồi. Khó đó. Các bạn ơi, nếu mà lỡ mà chơi qua giờ thường thì các bạn cứ chờ nha. Không chơi hồi đừng chút giờ thôi thường. Happy New Year anyway. Happy New Year anyway. Chơi tiếp nha. Đứa nào mà không giờ hay nhất là tập trung vào giết Kim trước đi. Các bạn sẽ giết cho anh ta ra cho. Anh không phải là Kim Slay. Wow. Kim Slay sẽ là. Oh. I love sexy, babe, yeah. Buồn. Hai năm không gặp nhau giờ muốn giết anh. Mà mày thấy kiếm được tao không? Mày luôn luôn là kiểu vậy á. Kiếm được. Bây giờ nha. Anh đang định nói vậy. Anh và mình sẽ trồng sáng nhau. Được không? Được. Đồng ý. Oh my god. Gì đâu? Nói mà khó lắm. Mày là mày phải đâu được cái gì á. Ê không, đơn giản nhất là nếu mà giết Kim xong là sao cho mày vô đếp em. Là hãy mình cùng thắng. Không, em không nghĩ vậy. Chắc chắn luôn rồi, anh không nói là giết được. I mean Đúng, rõ ràng. Mà anh cũng biết chắc được ta đang chơi gì với anh rồi. Mà tao nghĩ là Kim nó có chiến thuật riêng. Nhiều khi nó cái gì mà người ta hay lật á, cái gì mà hình nhau nữa bánh tráng nó trở mặt nhanh lắm. Người tin được luôn á. Để chơi giờ này không ăn nói gì nữa. Okay. Không phải nói chuyện rất nhiều, phải nói chuyện. Ok, nếu mà mình giới thiệu cái trò này bằng tiếng Anh thì mình sẽ giới thiệu như thế nào? Phải nói tiếng Anh rồi, vậy nãy giờ là anh chủ ý là nói tiếng Việt không luôn á. Không, tại vì mình nói sâu tiếng Anh mà anh. Đúng, chính xác. Sâu Tết thì mình muốn nói tiếng Việt, tại vì đây là trân trọng văn hóa quốc gia thì Tết là tiếng Việt. Mà nhất là anh không có giọng trong nhạc host này nên anh còn phải nói. Đúng rồi. Sao nhưng mà anh đâu ở đây rồi. Thôi là sao anh nghĩ là. Đâu có đâu, mình đã nói chuyện tiếng Việt bây giờ rồi, đâu phải nói từ đầu tiếng Anh đâu. Đúng không? Nhưng mà tao có được quyền nói tiếng Việt không? Mà nói tiếng gì cũng được. Cái này là tiếng Tàu. Tức ghê luôn á. Xém được luôn rồi đó. Khó à. Đó. Ê cứ chờ có nghĩa. Em nghĩ là anh Trồn á sẽ vượt qua trò này. Bản thân em tin đoán sự kiện này là anh Trồn sẽ là vượt qua trò chơi này. Anh nghĩ là anh sẽ vô bếp em với ta. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Mà vậy đầu tiên mình biết chứ. Chính xác. Mà ta không biết kinh nghiệm. Cái câu chuyện về cái bốn từ từ nó không có quan trọng câu chuyện lầy với lại xài chiến thuật. Ê mọi người có nhớ hồi đó lần đầu tiên em có biết cái ấn tượng của em lần đầu tiên gặp Kim á, mà dẫn chung với nhau á là tụi em đi quay ở một cái trại cứu trợ chó mèo. Đúng mình nhớ rồi đó. Xong rồi Kim nó bị chó gì nhiều lúc mãi phố. Xong rồi cái lần đó là
đúng không? Nhưng mà lúc đó đang lớn hơn lớn đó là em phải nói chuyện chứ em không nói là phải im được như vậy. Đó là em chưa có kỹ năng, đó không phải là chưa có kỹ năng mà chưa có kinh nghiệm dẫn á. Nó còn thành đi mà nó còn sợ con cú nữa chứ. Em sợ những con gì vậy? Mà em sợ những con gì vậy? Em sợ lòng tí. Ôi trời ơi. Mà đó phải lần đầu tiên chị, lần đầu tiên em với chị gặp nhau nhau lần đầu tiên là vào ngày 12 tháng 1 năm 2020. Nghe có vẻ giống như là choice. Dạ. Có gì hả? Lần đó là mùa tối cái team là team của đường của bé đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái team còn nó còn là thì mà còn xanh lá cây á. 3 năm. 3 năm. 2 năm rồi. 2 năm. 2 năm. 2 năm. Lúc đó chị lên điện thoại làm việc. Chị kêu là chị ước gì đừng ngủ. Xong rồi tất cả mọi người đi ngủ. Nó buồn đau. Như nó đang thay câu hỏi này, vì có vẻ như là mấy cái này đi hoài mà không có đến em đó. Và bắt đầu như là muốn bring back cái gì đó về để cho Hảo Tâm quay lại chơi. Em muốn làm vậy quá. Anh nghĩ là cái này tao đang hỏi. Ủa tao tao bình luận cái chuyện của tao mà tao chơi game mà tao là người có quyền mà, đúng không? Đúng rồi, cái này. Tự nhiên nó chỉ mặt cái này có không? Cái này có không? Ồ. Tôi vẫn rất là tin vào giới trẻ vì sự thành thật của các bạn đó. Nó authenticity. Yeah. Hai bạn trẻ đã cùng nhau ngụm lặng trong sự chung nhớ mà chị cảm tả em được buồn vậy. Sao cái gì vậy? Hôm nay cũng là trong trò chơi này. Em muốn chơi tiếp rồi. Sống khô đấy ạ. Anh cũng bị căng thẳng giờ. Nhưng mà đó cũng là một kỷ niệm nổi bật của các bạn. Kỷ niệm nổi bật. Mình rất là thích cái áo của Kim mà. Thế thôi, mặc cái mình. À, biết rồi. Biết gì? À, biết rồi ghê. Một cô gái tự tin. Thiệt. Vâng. Giỏi hơn rồi các bạn. Các bạn giỏi hơn rồi. Bớt cảm tính rồi. Bây giờ mình đang level khó chút xíu nha. Bây giờ ekip sẽ đưa ra một cái dấu á, mà mình sẽ phải nói toàn bộ cái cuộc hội thoại đó theo cái dấu đó. Cái gì vậy? Nó khó hơn. Ví dụ như là anh nói bây giờ vô quyền toàn bộ là cho nó khó hơn. Dạ, nó phải khó. Khó hơn. Đừng nhìn em như vậy. Em có đồng ý không? Đu cạt dầu. Nhưng mà trong cái dấu đó thì anh nghĩ dấu nào khó? Chắc là dấu sắc. Chắc là dấu sắc. Chắc là dấu sắc. Bởi gì? Nói dấu sắc nó khó. Mình giống như là đi vậy. Rất là khó. Em nghĩ em nghĩ sao? Đổi dấu. Đổi dấu dùng đi. Đổi chưa? Dấu. Đổi. Đội đội được rồi. Thêm yên hàng tay. Quả dậu nặng. Bị vẫn còn sóc dữ vậy. Dậu nặng. Dậu nặng thật ra là nghệ dậu dòng quẹ nhưng mà nghệ nọ khó hơn. Khó quá đội. Đôi dâu đi. Nhưng mà có thể là mày nghĩ là nếu mà Thêm
thì Kim có thấy cái chuyện mà tao vô ca sĩ Kim một tiên nhiệm có ok hay không? Mày đang có ý định hại tao không? Bạn bè vậy đi sao lại làm vậy? Lâu quá rồi. Đến gì thì anh nói là mình thấy là tao đang hại mày đó. Mày còn thấy rất rõ cái đó. Không nên cẩn trọng nha mày. Anh vô, anh phải đổi chiến thuật đi, cái này cũ rồi. Hay là chị ngồi với em, anh với Thắng tập trung với em xong rồi anh với Thắng. Em nghĩ là điều đó rất đơn giản thôi. Ủa chị cái gì? Một trong bốn. Ủa, tiền make up không cho anh gửi chị chưa gửi lại cho anh Thanh à? Cái này có trong game không vậy? Hài đảo quá. I already paid. Nobody tell me I can't talk in English. Ha. Ủa anh Thanh kêu chị cho chuyển phần của em. Anh sợ lắm luôn á. Ok biết rồi. Cho em xem một cái hình. Đây là cái hình mà được ghi hình vào buổi tối ngày hôm nay nè. Con pin ở trong, hai con này ở ngoài. Thằng Jun về nhà kiểm tra thấy ba con này ở ngoài rồi và hầu như là không có cái dấu hiệu gì hết. Quá đáng vậy. Nói thiệt luôn nè. Em chốt cho kỹ góc ổ điện nhưng lúc em về thì cả ba đứa vẫn trong chuồng. Ủa chị chuyên nhân này sao vậy? Không thật đó. Để chị mở cái biên lai lên cho em xem. Có khi nào cùng nói chuyện này không thì không phải mọi người. Nhưng mà thôi mình đang rất hoang mang về chuyện ba con mèo ở nhà. Ủa cái gì ghê vậy trời. Em biết chữ đó là chữ gì rồi. Em có hai chữ em không, đang nghe nó ra. Không, anh đang cần sơn thì anh đang cần sơn thì. Dạ, có lẽ là như thế. Thôi, hay là bây giờ cô ăn ít mình đi. Ai cũng mua lắm anh nhanh rồi. Mà mày nghĩ là cái gì được không? Còn để tự tin ha. Ok. Coi như là có. Nó là một khoảng trường khác á, nhưng mình thấy cái game này cũng hay lắm. Bởi vì là nó sẽ... Thì nó bảy cái tuần em thấy chữ không dùng là chữ khó nhất. Vậy đúng không? Không vậy mới là em tự tin mà sao nói gì không tự tin. Dạ. Thoải mái đi. Cứ thoải mái đi, tại vì cái từ này em cũng không biết cái nào là dắt anh. Vô cái từ này thì bản thân nghe nãy giờ cắt hai câu rồi. Không sao. Nếu mà mày nói được ra cái từ đó mà mày biết được cái chữ đó trên đầu của mày là gì thì là coi như mày thắng luôn đúng không? Không. Là ảnh thua chứ. Không. Không, tức là mình chủ đích mình biết mình nói là cái từ này tiếng tôi là từ gì nè. Mà nãy giờ dòng không tới được cái chỗ đó luôn. Ừ, thấy rồi. Khó dễ sợ luôn. Tại vì không tới được nên cứ đến được. Ngày mai em cho quá nhiều luôn. Đây là của này, của cái số này. Ủa? Chị mừng sao cho em. Người yêu. Đây là một câu hỏi để hại Tâm. Em biết đây là câu hỏi hại Tâm. Cái trick nó nằm ở trong câu chuyện của Tâm. Hoặc là hại anh. Vì là mắt của em đang nhìn. Ê, mọi người phải nói chuyện đi chứ đâu, tôi đâu có nói mình được không? Em nghĩ là... Hả? Em nghĩ là hại Tâm ở Việt Nam. Lúc nay còn nói tôi giết rồi. Không, mình không nói tôi giết. Còn nói tôi giết. Chết rồi, em la sao quá. Mà tôi rồi. Mai em còn dẫn xuân. Mai em xuân. Mai là một Tết đó okay. Mọi người. Yeah. Mọi người sẽ có một Tết là vui vẻ. Cho chị xin nước lọc nha. Còn nữa hả? Còn hai người. Giết cả Tâm đi. Khó nào mà phải nói chuyện. Bây giờ nói chuyện gì để cho nó ra cái đó giờ. Này dữ nè. Buồn ghê vậy. Nhưng mà các bạn vẫn trong game mà. Phải hỗ trợ mình chứ. Thôi đến một mà mày giết được rồi. Mình giết à? Mày giết sao? Không. Thì em cảm thấy là cái mạng sống của em nó đang ngàn cân treo sợi tóc. Giết sao luôn. Thật sự là em cũng không ngờ là em sẽ nằm ở trong cái đường hết khó như thế này. Ghê giống phim Hồng Kông ha. Một bộ phim mà bạn thích nhất trong năm vừa qua. Tao nghĩ là trong năm vừa qua tao sẽ thích nhất là phim Bụi Trộm Thế Kỷ. Tao thích Bụi Trộm Thế Kỷ hơn là trò chơi con mực. Phim mùa năm. Money Heist là em xem cái hết mùa năm. Em muốn là fan của các phim các thể loại, nói chung là cái cô của em lạ lắm. Anh thấy mùa nào ok nhá. Xong rồi. Chừng có mấy mùa hả? Anh nghĩ anh thích nhất mùa 3. Em thích mùa nào cũng thích. Nhưng mà em cảm thấy mỗi mùa nó sẽ có một cái nội dung khác nhau, một cái mục đích cảm xúc khác nhau. Nhưng mà một rất là upbeat, một rất là căng thẳng.
một trong những cái phim mà tao vẫn theo dõi lại là phim How to Get Away with Murder, phim là phim hay. Nhưng mà về sau bị đuối không? Thì mấy mùa sau và những chất của tụi nó là thường thường nó sẽ không hiểu được. Nhưng mà bản thân em rất là thích các phim thriller. Em thích những cái gì nó hơi rùng rợn một chút. Thriller. Mày thấy mùa 3, tại sao mày thích mùa 3 hơn? Nó ok hơn. Mong tại vì thường thường mùa 5 sẽ là cái mùa bị đớp nhiều nhất nè. Còn mùa 5 nghe nói là How to Get Away with Murder là bao nhiêu mùa rồi? 5 mùa hết rồi, nó hết rồi. Hết? Thì tại sao mặc tiên của Lily mà mùa 3 cái mùa ở giữa đó là cái mùa mình bị trói về chất lượng nhiều nhất. Dạ, thì coi là một phim bị như vậy là sex education anh ạ. Thì nói thêm đi. Mà giải thích tại sao mình lại thích mùa 3 không? Ok chỗ nào? Cảm xúc là một thứ rất khó giải thích. Không được. Thấy bằng lời ra. Nhất là mẹ producer là mình nhìn ra được những góc khác của một cái show. Tao nghĩ là một trong những cái điểm rất là mạnh của cái phim đó sẽ là nhân cách của professor, tức là cái phim đó nó là một cái bản portrait của xã hội. Và tụi mình đang là một cái thế hệ rất là rebellious, rất là nổi loạn một cái cách nào đó, việc là mình follow ai, mình follow người nào, cái nào là đúng, cái nào là sai, đúng ở trong cái sai nó như nào. Thì tao nghĩ là có một người gai cái đó và professor là một cái người influencer trong một cái thế giới nhỏ hoặc lớn hơn như vậy. Và tao rất là admire cái nhân vật đó, nên tao khóc cười cùng với nhân vật đó luôn. Nên đó là tại sao mà tao thấy mùa 3 là mùa portrait cái nhân vật đó rõ nhất và tao rất là thích. Mùa 3 là mùa nào? Mùa 3 là mùa vào cái vụ động thứ hai đầu tiên. Nó lãng mạn hơn, nó nhiều tình tiết lãng mạn hơn. Anh thích cái đó. Mùa 3 cũng khóc quá trời. Anh tưởng là em hay nói về Friends thôi chứ, đúng không? Dạ. Tưởng Friends thôi chứ. Hồ sơ cái gap về kiểu phim truyền hình nó khác nhau gì đó. Ba này y chang vậy đó. Cho nên là một đêm kia ví dụ là ngày sau những cái status mà dành cho bạn bè Only thường hay xuất hiện vào lúc 2-3 giờ sáng rất là weird luôn á. Em đang coi phim này, mọi người có nghĩ về cái triết lý gì đó, cái gì của cái phim này nó rất phức tạp luôn. Nãy nói em là một người có rất là đa dạng thể loại, nhưng mà các series em thích nhất là Brooklyn Nine-Nine, Friends, Money Heist, Sex Education, The Umbrella Academy. The Umbrella Academy, tức là anh không thấy điểm chung gì luôn á nha. Anh thấy ba Alice in Borderland. Alice in Borderland là một trong những cái chung gì luôn. Nó hay, anh nghĩ là em thích những cái phim mà nó phản ánh xã hội ở một cái metaphor. Đúng rồi, đúng rồi. Em thích vậy, nhưng mà đối với em thì tất cả những cái phim mà phản ánh xã hội góc ngách nào đó, em cảm thấy trong cả loạt phim đó thì em chỉ cảm thấy là có một mình, ví dụ như là giữa Alice in Borderland xong rồi cả Alice in Borderland với cả Squid Game thì em cảm thấy là so với lại cũng hơi không công bằng, nhưng mà so hai phim như vậy. Nhưng mà em so Squid Game với Alice in Borderland em chỉ cảm thấy nó ở mức ok thôi, nó không nên cái thứ hai nữa là do cái Squid Game á là cái phim làm sâu rồi, nó lại phải học được rất nhiều từ cái kia rồi nó phải. Nhưng mà nó phải xem loại khác nghe nghe đúng không? Nó học cái loại khác khá là giống nhau luôn á. Không, lúc đầu á, Alice in Borderland là một thể loại sống còn đúng nghĩa luôn, và bên các nhà biên kịch rất giỏi thể loại đó. Mà Squid Game á là drama, Squid Game là drama, phải nắm tâm lý nhân vật hơn là cái cách vận hành của sao hết tiền đóng game này đi. Dạ. Sao hết tiền được. Nói chung là nãy giờ mà quay thấy ok đúng không ạ? Quay thật quá.
Cảm ơn. Sao anh lại bắt em trốn mọi người? Không sao đâu, một cái bóng này có thể được kia. Tâm linh. Sức khỏe. Khỏe đây là khỏe tâm linh. Em bóp lại cho tao để cho được. Em luôn. Em mời trả. Tết đủ đầy, phúc đầy nhà. Tết phú quý. Giàu có, đức lập tràn đầy một tinh hoa. Kỳ mà thôi. Ai kia có vẻ thất vọng. Mừng năm con hổ bùng nổ thành công. Wow. Tốt quá. Đây chúc mừng năm mới. Ủa. What is this basic? Em rất là tốt rồi. Dạ. Chỉ cần đón cái năm mới này thôi. Anh Thắng ơi, chúc mừng năm mới 200 thàng. Hãy nhắm mắt lại và tìm ừ. câu thăm tiếp theo. Hả? Đấy. Có. Tức là bốc thêm cái khác à? Bốc thêm khác. Dây. Bốc thêm khác. Bốc thêm khác. Đúng rồi. Cho nhây dữ vậy mà. Cuộc đời có 5 năm sau nó nhây vậy đó. Tuyệt vời. Luôn luôn có second chance. Second chance. Ôi cười. Vui xâm học. Gì lắm. Nguyên sự như ý. Vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lệ hạnh phúc này một quy định tiền vui. Cảm ơn mọi người. Yeah. Còn câu của mình là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Rất hay, cảm ơn mọi người. Em là mừng năm con hổ bùng nổ thành công. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy là sao mà gieo cho em cái câu basic vậy mà mình chấp nhận được? Nhưng mà nó mới là thiệt. Một điều gì đó mà các bạn muốn dành cho khán giả của mình, những người mà follow các bạn trong suốt một năm vừa qua ở trên rất nhiều những hạ tầng riêng có, Apple cũng có, là gì? Em muốn khán giả của mình sẽ có cái gì trong năm mới? Năm em nhớ năm kia để em chúc khán giả một sức khỏe và ngủ. À dạ. Năm ngoái thì em chúc các bạn khán giả phải vui và yêu nhiều hơn. Năm nay là gì? Em có chúc khán giả vui và yêu nhiều hơn. Ừ, tại vì năm ngoái là tình cờ cái lần ghi hình của cái đó là một trường mà ba lần phát ba lần sau luôn. Nay em chúc mọi người năm ngoái em cũng in lớp, em cũng làm cũng tạo hình với cái chữ đó rồi đó, cái chữ có ba chữ cái đó ở trường quay rồi em bị quên. Em năm nay chúc mọi người sẽ tìm được những niềm vui trong những điều bình dị. Bản thân em lập ra một cái page là Thảo Tâm đi lượm miên. Thì đó lúc đầu là em cũng không biết được thiệt sự là cái mục đích của cái page là tại vì em cảm thấy em lượm nhiều miên cho máy quá cho nên em cần phải tải ra ngoài. Nhưng mà khi mà đã lập cái page rồi và mình có tâm lý là ok mình phải đi lượm meme để mà đăng về page, em nhận ra em lượm nhiều lắm luôn. Và cái gì em thấy nó cũng có những cái điều buồn cười riêng. Và em hy vọng năm nay mọi người cũng sẽ tìm được những cái niềm vui ở trong những điều bình dị như vậy. Và ai cũng sẽ mỗi ngày sẽ tìm được cái gì đó mắc cười mà xứng đáng đăng ngược lên page của em. Cho nên là chúc mọi người là sẽ có một năm mới thật là an yên, thật là hạnh phúc và tìm thấy được niềm vui cho những điều bình dị. Và nếu mà tìm được những cái niềm vui đó thì hy vọng sẽ lan tỏa cho những người còn anh chồn Nói một lần chút mà thường thường ra là anh rất là kiệm lời khi nói về một lần chút. Thì năm qua mà mình biến động từng nhiều thì mong chúng ta lúc nào cũng sẽ chung cứng đáng mềm. Hãy nói giọng chồn và nhìn những chồn chồn công hạ mềm thì cứng đáng mềm thì thôi đó cũng đáng mềm. Còn Kim em mong là em mong là mọi người trong năm nay thì sẽ có nhiều thời gian sẽ hiểu bản thân hơn. Bởi vì em nghĩ là năm vừa rồi là một năm rất là nhiều biến động và mọi người sẽ rất là phải question rất nhiều về bản thân mình, rất là nhiều sự xáo trộn. Em mong năm nay là một năm mà mọi người có thể lắng nghe bản thân nhiều hơn để sắp xếp lại mọi thứ, ổn định lại cuộc sống và biết được là mình cần gì trong năm nay, mình đặt ra những mục tiêu gì và mình cần làm gì để đạt được điều đó. Và tất nhiên là em cũng xin chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe nó là điều quan trọng nhất vào thời điểm này. Và chúc mọi người có thật là nhiều thời gian bên những người thân. Và bây giờ thì cũng lời của anh đó Dạ, đúng rồi. Là chúc của anh đó, khó và thực ra đúng là lời chúc luôn là một thứ rất là khó theo mỗi năm. Bởi vì là cứ mỗi một năm mình lại kỳ vọng một cái gì đó lớn hơn, khác hơn. Cách đây 3 năm về trước mình không bao giờ mình kỳ vọng một cái thứ bình thường nhiều như thế này. Anh chúc là năm 2022 năm mới nè, anh dự kiến là mùa 10 của mình sẽ là A Year on the Move. Bởi vì là rất là hy vọng các bạn sẽ move ở bất cứ mặt trận nào, có thể ngồi ở nhỏ online nhưng mà vẫn đang dịch chuyển. Bởi vì chúng ta đang sống ở một cái thế giới dịch chuyển không ngừng á. Mà đừng quên như vậy, đừng để cho bất cứ một cái con virus hoặc là một cái ảnh hưởng tâm lý nào nó ảnh hưởng đến với tụi mình như vậy. Và hãy tiếp tục vận động, bởi vì tụi mình giống như là những hòn đá lăn á, nếu mà cứ dừng lại là sẽ bị bám rêu và cứ move đi. Đó sẽ là những cái hành trình rất là đáng nhớ của mọi người. Và hy vọng, cái này là hy vọng riêng cho tụi em. Em rất là hy vọng cái hy vọng này. Là chắc là mọi người còn nhớ là vào mùa 5, mùa 6 gì đó Tâm được dẫn một cái đợt tên là IFO
In UK. I study in UK là một cái mục rất là đặc biệt, là IFO được cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng với lại những cái cơ sở giáo dục quốc tế để có thể giới thiệu với lại tất cả mọi người về cái hệ thống giáo dục quốc tế và cũng như là các cái môi trường để các bạn có thể tham khảo để du học. Nên là rất là hy vọng là những cái chương trình như vậy sẽ sớm quay lại với lại IFO. Sẽ quay lại bởi vì anh vừa mới nghe nói là Kim định đi intern ở tại Hàn Quốc. Anh nghĩ là mình sẽ exchange Hàn Quốc. Anh rất là muốn sẽ ví dụ là mình sẽ extend đến cái đó ví dụ trước hoặc là sau chuyến đi của Kim á. Yeah. Mình giới thiệu thêm về Hàn Quốc, anh đã sẽ xúc tiến với lại bên Hàn Quốc để làm cái đó cùng Kim với Kim. Chị đi Hàn nè, chị Vy thì đi New Zealand nè. Đúng rồi. Rồi em cũng rất là muốn quay trở lại Anh, cho nên rất là hy vọng là tụi mình sẽ có cơ hội được mang đến cho các bạn những cái mảnh thông tin rất là thú vị đó. Rồi. Cái câu gì hay là nó dơ lên cho vui thôi, nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chỉ còn đúng 30 giây nữa là đến năm mới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tao đao. Mọi người cùng gather vào đây đi. 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20. Mình đáng lẽ mình phải chờ đợi xíu rồi mình mới đi. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Làm không? Một cái cảm giác là đặc biệt khi mà tiếng Việt với tiếng Anh cùng vang lên một lúc đúng không? Mình countdown và sau đó mình vẫn nhớ Happy New Year. Chúng ta vẫn có những cái giá trị truyền thống tự hào về tiếng Việt. Những cái game nhỏ nhỏ trong ngày hôm nay cũng là như vậy á. Chúng ta giao tiếp với nhau tự tin về cái đó, làm sao để ác kia bạn mà nó không nhận ra, hoặc là ác với bạn một cách cuối cùng mà vẫn nhận ra kiểu ok. Bây giờ thì là có người giao hàng đầu năm rồi mọi người ơi. Chúc mừng năm mới, bây giờ tụi này đi ăn và chúc mừng năm mới mọi người. Bye bye. Alo. Ủa thiệt luôn. Dạ ba lấy đồ đúng không? Ok em xuống bây giờ. Đó lấy đồ thiệt á, chung đó giờ nha. Nhìn đúng đó. Dạ. Thiệt nha.
rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp của tôi, ngàn hoa thắm khoe sắc xinh tươi.